Hello, em Đức Kiêu xin kính chào toàn thể các bác ạ. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh đồng hồ cổ Đức Kiêu Channel TV. Và trong phiên phát sóng ngày hôm nay thì tiếp tục là chuyên mục series những chiếc đồng hồ độc đẹp, chất lượng và một số những cái sản phẩm trang sức như là vòng tay, dây chuyền, kính. Đấy, hy vọng là các bác xem clip ngày hôm nay của bên em, các bác lại tiếp tục ủng hộ nhiệt tình. Đấy, bằng cách là các bác liên hệ qua hotline hoặc kết bạn Zalo nhé để chốt những mẫu sản phẩm bên em. Đấy, thì có gì thì bên em sẽ tư vấn thêm cho các bác sau cái buổi video clip này. Ví dụ như các bác mà có thắc mắc về sản phẩm, về máy móc, về chất liệu thì các bác cứ liên hệ với shop và em xin phép được lên mẫu sản phẩm đầu tiên nhé. Một chiếc đồng hồ đầu tiên trong phiên ngày hôm nay. Đấy, một siêu phẩm. Một siêu phẩm đồng hồ cho các bác được chiêm ngưỡng luôn. Một chiếc đồng hồ long zin các bác nhé, một chiếc đồng hồ long zin mặt màu đỏ nâu. Đấy, mặt màu đỏ nâu cà phê rất đẹp các bác ạ. Đấy, chiếc này cọc số kim cương các bác nhé. Một chiếc đồng hồ long zin 5 sao Amiro đại tướng quân cọc số kim cương ạ. Đấy. Đấy, cái sản phẩm này thì bên em đã mang qua cửa hàng, qua tiệm các bác nhé, và đã được đi kiểm định chứng nhận là viên kim cương. Đấy, tại GIV các bác nhé. Đấy, gồm có 6 viên kim cương, trọng lượng là 39,640, độ tinh khiết là VS thì được tính là rất là sạch rồi. Đấy, những cái viên kim cương độ cấp màu FG thì trắng. Đấy, rất là sạch và trắng, độ chế tác tốt này. Đấy, tiêu chuẩn 4C các bác nhé. Các cái tiêu chuẩn khác thì cũng đều là rất là tốt. Đấy. Đấy, đây là những viên kim cương rất là giá trị các bác ạ. Đấy, bên em đã đi thẩm định rồi. Đường kính là 1,3. Đấy, có ảnh chụp sản phẩm đàng hoàng các bác nhé. Ảnh chụp này. Đấy, không các bác lại bảo em lại đi lấy cái tờ giấy khác ở đâu. Được thẩm định tại viện đá quý vàng trang sức. Đấy, tất cả là chuẩn chỉ hết các bác nhé. Để có được một cái giấy chứng nhận này thì bên em cũng rất là vất vả, để mất công sức tiền bạc để đi thẩm định. Đấy, để đi thẩm định các bác nhé. Đấy, cho nên là những cái sản phẩm đấy, kim cương rất là đẹp và chất lượng như thế này. Đấy, 6 viên kim cương các bác nhé. Đấy, độ tinh khiết là VS. Đấy, rất là trắng và sạch. Một chiếc đồng hồ long zin đính kim cương 5 sao các bác nhé. Mặt kịch độc, mặt màu đỏ nâu. Em đo size là 34.5. Size mặt là 34.5. Và đặc biệt chiếc này thì niềng 4 chân là vàng đúc này. Đấy, có khắc ở trên phần vỏ các bác nhé. 14K, đúc 14K gold benzen. Đấy là stainless steel back 14K gold benzen các bác nhé, tất là trên cái phần niềng này. Và 4 chân càng là bằng vàng đúc. Vàng đúc 14K. Đấy. Một chiếc đồng hồ long zin vàng đúc cọc số kim cương. Rất độc đáo các bác, cực kỳ đẹp, zin nguyên, dây là dây khóa tây. Đấy, khóa là khóa long zin mới các bác nhé, dây tây. Lên tay cho các bác đeo. Riêng các bác đeo những cái sản phẩm này thì rất là độc đáo và chất lượng rồi. Hàng cổ siêu tầm, có 102 các bác nhé. Đấy. Một chiếc long zin chính hãng. Đấy, cái phiên bản cổ Thụy Sĩ. Mới keng luôn các bác ạ, đặc biệt là rất là mới, đáy còn dán tem này. Bây giờ em bóc tem ra là còn mới nha các bác, mới lắm. Đấy. Mã sản phẩm đầu tiên trong buổi video clip ngày hôm nay, bên em lên sóng và giới thiệu với các bác. Đấy, những cái dòng 5 sao. 5 sao bình thường thôi các bác mua đã đến mười mấy triệu rồi các bác nhá. Đấy, đây chiếc này liềng, đây chiếc này vàng đúc, xong rồi lại còn cọc số gắn kim cương 6 viên. Rất là giá trị các bác ạ, rất là quý. Đấy, những cái chất liệu vàng khối, những cái chất liệu của kim cương. Đấy, mặt số cũng rất là đẹp, một ô cửa lịch khóc 3 giờ kết hợp với các cọc số đôi mạ vàng nổi. Đấy, tạo nên một chiếc long zin cổ điển hoàn hảo. Các bác nhá, núm zin này, tất cả zin nguyên bản trừ dây khóa các bác nhá. Chiếc long zin mã số 1 ngày hôm nay, đấy, bên em đang giao lưu với các bác là 19 triệu đồng nhá. 19 triệu đồng cho chiếc long zin này.
bao chuẩn, bao đẹp, bao zin cho các bác. Không chuẩn không lấy tiền các bác nhé. 19 triệu đồng cho chiếc long zin mã số 1. Bác nào mà chốt thì bên em sẽ gửi cho các bác toàn bộ đấy, những cái gì về liên quan tới đồng hồ, về hộp hay là về giấy tờ gì mà bên em đã kiểm tra thẩm định thì sẽ đều gửi cho các bác hết nhé. Đấy, mã số 1 cho chiếc long zin là 19 triệu. Tiếp theo em lên mã số 2. Mã số 2 giao lưu với các bác là một chiếc đồng hồ AVA. Một chiếc đồng hồ AVA kiểu dáng form tanh các bác nhé. Form tanh, form chữ nhật. Chiếc này size là 24. Size là 24 nhân 29 các bác nhé. 24 nhân 29 kiểu dáng form tanh chữ nhật. Chiếc này thì cực kỳ mới các bác. Một chiếc đồng hồ hàng NOS, hàng trưng bày. Dây khóa liền luôn. Dây khóa liền đồng hồ. Dây zin của hãng các bác nhé. Đấy, bác luồn vào lỗ rồi. Đấy, luồn vào đây. Bác bấm. Về cái sản phẩm này thì các bác nào tay to, các bác tay càng to thì các bác đeo càng đẹp. Đây, đây tay cho các bác xem. Một chiếc đồng hồ AVA chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Chiếc này phiên bản máy pin các bác nhé. Đấy, phiên bản máy pin rất là đẹp, mặt vàng, các cọc số tia nổi mạ vàng, dây, bộ dây rất là chất lượng các bác ạ. Bộ dây với những cái thiết kế các cái thanh ngang sọc chéo nổi nổi bật tạo điểm nhấn này. Đấy, rất là mới các bác ạ. Đấy, vỏ bọc vàng, dây bọc vàng luôn. Chiếc đồng hồ AVA thương hiệu Thụy Sĩ cổ. Đấy, máy pin các bác nhá. Ngày hôm nay mã số 2 cho chiếc đồng hồ form tanh. Đấy, bên em để cho các bác là 1 triệu 2 nhé, 1 triệu 200 ngàn đồng. 1 triệu 200 ngàn đồng các bác chốt cho em mã 12. Đấy, cho chiếc đồng hồ AVA thì sĩ cổ chính hãng máy pin. 1 triệu 200 ngàn đồng nhé, cho em mã 12 cho mã số 2 này. Tiếp theo em lên một chiếc đồng hồ mã số 3. Mã số 3 giao lưu với các bác ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Rado. Tiếp tục là một chiếc đồng hồ Rado form vuông các bác nhé. Đấy, Rado Mahastan. Đấy, một chiếc đồng hồ Rado vuông TV cũ. Đấy, nhưng mà hình thức còn độ mới còn rất là cao. Đấy, chiếc TV cổ. Size 34 các bác. Đấy, size 34 cho một chiếc đồng hồ form vuông. Đấy, thì rất là to. Chiếc này mặt trắng các bác nhé. Mặt trắng thiết kế 3 kim, 2 ô cửa lịch góc 3 giờ. Đấy, trên này em vừa lắc mỏ neo quay các bác nhé, mỏ neo quay này. Đấy, mỏ neo quay. Đấy, các cọc số thiết kế đặt dọc đặt ngang. Đấy, cọc số nổi rất là to bản và cực kỳ dày. Đấy, hai ô cửa lịch góc 3 giờ. Một chiếc đồng hồ Rado cổ form TV các bác nhé. Đấy, cái mẫu này rất là hot các bác. Đấy, em lên hôm trước lên giao lưu với các bác mấy chiếc đã bán hết rồi. Hôm nay tiếp tục về lên một mẫu sản phẩm. Chiếc này đáy là logo hai ngựa các bác nhé. Logo hai cá ngựa Vân Cát Sần. Vỏ toàn thân là thép inox, lúm zin, có logo Rado của hãng. Đấy. Đấy, như cái chiếc đồng hồ Rado form vuông này các bác đeo lên tay bao giờ nhìn trông nó cũng rất là khỏe khoắn nhé. Cực kỳ khỏe khoắn các bác. Đấy, và rất là chất lượng. Lên tay cho các bác xem chiếc Rado. Đấy. Zin nguyên các bác ạ, zin nguyên trừ dây khóa thôi. Những chiếc đồng hồ cổ thì kiếm được dây khóa zin thì chắc chắn là gần như là không còn, quá rất là ít. Rất là ít những mẫu đồng hồ mà còn sót lại đến thị trường ngày nay mà còn dây khóa zin các bác. Hầu như là nó qua thời gian nó cũ, lâu sử dụng lâu nó sẽ cũ, nó sẽ nát, nó sẽ mục. Đấy. Trừ những mẫu đồng hồ trưng bày. Chiếc Rado, một phiên bản form vuông TV, các bác đeo trên tay trông rất là khỏe khoắn nam tính. Cực kỳ chất lượng. Một mã đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng Rado Mahasta, mã số 3 trong phiên ngày hôm nay. Bên em để cho các bác là 3 triệu 200 ngàn đồng nhé. 3 triệu 200 ngàn đồng cho chiếc Rado form vuông TV cực kỳ khỏe khoắn, đáy logo hai ngựa Cassin, mỏ neo quay, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Đấy, máy móc chạy cực kỳ ổn định luôn. Chốt cho em mã số 3 cho chiếc đồng hồ Rado ngày hôm nay, 3 triệu 200 ngàn đồng các bác nhé. Tiếp theo em lên mã số 4 này. Mã số 4, ai xa, một chiếc đồng hồ Seiko. Một chiếc đồng hồ Seiko kịch độc xốp
Secofi Sport phiên bản thể thao. Đấy, mặt số trải tia từ tâm với các cái ánh đèn hào quang lung linh rực rỡ, niềng băm. Đấy, niềng băm xoáy các bác nhé, niềng băm xoáy. Đấy, lâu lắm rồi mới lại về thêm một chiếc đồng hồ ra Seco đẹp như thế này các bác ạ. Chiếc này size là 30-38 các bác nhé. Size 38 không tính đúng, một phiên bản đồng hồ Seco Sportmatic hoài cổ. Phiên bản Deluxe cực kỳ sang trọng với bộ máy cơ tự động 25 chân kính. Mặt phát ánh hào quang tia. Đấy, các bác đeo trên tay những cái mẫu sản phẩm đồng hồ mà nó cứ có cái phát sáng, cái mặt số nó tạo các cái phát sáng điểm nhấn thì nhìn rất là độc đáo các bác. Đấy, các bác lên tay bao giờ lên tay đi đến những cái chỗ có ánh đèn, cái chỗ đông người, bao giờ cái tay các bác nó phát ra những cái tia sáng hào quang. Sổ, đẹp quá các bác. Đấy, vỏ bọc vàng các bác nhá. Đấy là thép inox, logo hải cẩu này. À, logo cá voi, cá voi. Đấy, một chiếc đồng hồ Seco, Secofi Sportmatic. Đấy, dành cho các bác nào yêu thích, các bác thích chơi, các bác thích sưu tầm ạ. Đấy, chiếc này size to các bác, size 38. Đấy, em lên tay cho các bác xem chiếc Seco này, các bác chiêm ngưỡng, các bác cảm nhận này. Rất đẹp, rất độc đáo, niềng băm xoáy các bác nhé, niềng băm lốc xoáy tạo điểm nhấn. Mặt số phát ánh hào quang tia, rất lung linh rực rỡ rồi các bác. Một chiếc đồng hồ Seco rất đáng chơi, đủ mọi chức năng các bác ạ. Đấy, độc đáo, chất lượng, ô lịch, tất cả mọi chức năng hoạt động, mọi giờ chạy cực kỳ chuẩn các bác nhé. Đấy, một phiên bản Seco ngày hôm nay, đáy logo cá heo nữa các bác. Chiếc Seco ngày hôm nay cho các bác chiêm ngưỡng và bên em báo giá luôn nhé. Mã số 4 cho chiếc Seco là 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng cho chiếc Seco mã số 4 các bác nhé. Đấy, một phiên bản rất đẹp, rất độc đáo và rất chất lượng. Đấy, các bác mà bỏ lỡ những chiếc đồng hồ này thì đấy, kiếm được lại rất là khó luôn nhé. Đấy, mã số 4, 2.500.000 đồng cho chiếc Seco. Em lên mã số 5. Mã số 5 là một chiếc đồng hồ form tanh kiểu dáng Cartier các bác nhé. Montine, kiểu dáng Cartier, Montine International. Một chiếc đồng hồ cổ, chính hãng của Thụy Sĩ. Chiếc này size là 24 x 29 các bác. 24 x gần 30. Đấy, một chiếc đồng hồ Montine International phiên bản quốc tế. Đấy, kiểu dáng form tanh. Phần vỏ bọc vàng, đáy là thép inox các bác nhá. Dây tay, dây khóa của tay luôn. Đấy, rất là mềm mịn. Đấy, một chiếc đồng hồ Montine, chính hãng đến từ Thụy Sĩ các bác nhá. Đấy, các bác chơi và sưu tầm những cái mẫu sản phẩm này. Đấy, kiểu dáng form giống form Cartier với mặt số được thiết kế đấy, hai lòng. Thiết kế hai lòng hình vuông này với các cái cọc số la mã thiết kế quanh viền. Đấy, các cái cọc số tia. Đấy, tạo thành hình chữ nhật trên nền mặt số các bác. Montine, chính hãng Thụy Sĩ. Đấy, những cái sản phẩm form tanh tanh chữ nhật này đấy, thì các bác tay nhỏ các bác đeo sẽ đẹp hơn. Đấy, lên tay cho các bác xem chiếc Montine nhé. Ngày nay thì kiếm được những chiếc đồng hồ mà form tanh chữ nhật mà kiểu dáng như thế này rất là hiếm các bác. Núm zin các bác, núm zin này. Đấy, núm zin đầu chùa. Đấy, đính một viên đá các bác nhá. Đấy, chiếc này chạy bộ máy cơ cót 17G Montine International phiên bản quốc tế. Đấy, vỏ bọc vàng, đáy là thép inox. Mã số 5 trong phiên ngày hôm nay. Bên em giao lưu với các bác là 1.500.000 đồng nhá. 1.500.000 đồng cho chiếc Montine mã số 5. Đấy. Tiếp theo em lên mã số 6 các bác. Mã số 6 trong phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Zaras. Một chiếc đồng hồ Zaras đến từ Thụy Sĩ các bác nhé. Một phiên bản đồng hồ Thụy Sĩ này. Đấy, chiếc này là một chiếc đồng hồ vàng đúc. Tiếp tục là chiếc đồng hồ chất lượng. Đấy. Chiếc đồng hồ đẹp mới vàng đúc cho các bác chơi và sưu tầm. Zaras, chiếc này mới lắm các bác ạ. Một sản phẩm rất đáng chơi.
dành cho các bác đã yêu thích những chiếc đồng hồ cổ thương hiệu Thụy Sĩ, vàng đúc 9K, đúc 9K nguyên khối toàn bộ phần thân vỏ các bác nhé. Ở đâu là vàng thì đều là vàng đúc hết. Đấy, em Zarat với size là 30, size 33. Đấy, 33 không tính núm nhá, chạy bộ máy cơ cót. Đấy, phiên bản dòng siêu mỏng các bác ạ, siêu mỏng. Đấy, thiết kế rất đơn giản, tinh tế, nghệ thuật. Đấy, máy cơ cót 17G. Mặt trắng 3 kim, các cọc số mạ vàng cài đá đen. Thiết kế rất đơn giản các bác ạ, đầy tinh tế nghệ thuật. Đi kèm với chiếc đồng hồ là một sợi dây chun mọc vàng, vân rất vàng. Đấy. Các bác chốt mẫu này thì về các bác vừa có đồng hồ đeo, vừa có dây chun mọc vàng đeo. Đấy, một chiếc đồng hồ Zarat mới tinh nhá. Mới tinh. Mới phải đến 98% các bác ạ, một chiếc đồng hồ vàng đúc. Đáng chơi, sưu tầm, chất lượng. Đấy, em lên tay cho các bác đeo. Đấy, nếu như các bác nào yêu thích cái trường phái đồng hồ mà nó nhẹ nhàng, nó đơn giản. Đấy, nhưng mà nó mang tính nghệ thuật cao. Đấy, và còn là những chiếc đồng hồ vàng đúc. Đấy, giá trị sưu tầm cũng rất là cao. Đấy, lên tay cho các bác xem. Đẹp chưa các bác ơi? Mới lắm các bác ạ. Zin nguyên hết nha các bác nhá, trừ dây. Dây là một sợi dây chun Mỹ bọc vàng. Chiếc Zarat ngày hôm nay mã số 6 nữa, một phiên bản vàng đúc, hàng cổ chính hãng, đẹp xuất sắc, zin nguyên. Em để cho các bác làm 8.500.000 đồng. 8.500.000 đồng các bác nhá. Chốt cho em mã số 6 trong phiên bản ngày hôm nay, trong phiên video ngày hôm nay. 8.500.000 đồng. Zarat vàng đúc 9K. Máy cơ cót siêu mỏng, đẹp xuất sắc, zin nguyên. Một chiếc đồng hồ cổ đáng sưu tầm. Mã số 6 này. Tiếp theo em lên mã số 7. Mã số 7 giao lưu với các bác là một chiếc đồng hồ phiên bản Fortis. Coi nhá, một chiếc đồng hồ Fortis. Đấy, Lasco Chulai. Đấy, Lasco Chulai. Chiếc này size mặt là 32 phong vuông các bác nhá. 32 phong vuông thì mẫu sản phẩm này được thiết kế. Đấy, được thiết kế. Các bác có thể nhìn thấy cái phần chân càng của nó, chân càng của nó liền một khối các bác nhá, liền một khối. Đấy. Phong vuông, đấy, thiết kế thêm một cái khối chân càng gắn vào phần vỏ. Đấy, và vẫn có chỗ để lắp dây các bác nhá, vẫn có chỗ để lắp dây. Một chiếc đồng hồ Fortis Lasco phiên bản Chulai, đấy là các cái đường kẻ ngang và các cái đường kẻ sọc. Đấy, tạo điểm nhấn các bác ạ, rất là đặc biệt. Đặc biệt thì chiếc này thiết kế ô cửa lịch ở góc 1 giờ các bác nhá. Đấy, bình thường góc 3 giờ, 6 giờ, 12 giờ. Góc này ở góc 1 giờ các bác. Rất là hiếm mà những chiếc đồng hồ nào mà nó thiết kế những cái phiên bản đồng hồ mà góc 1 giờ. Đấy, em lên tay cho bác xem. Đấy, chiếc đồng hồ Fortis Lasco. Sợi dây chun Mỹ bọc vàng rất là đẹp đi kèm các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác có thể thấy em lên tay. Một chiếc đồng hồ cổ, những cái phiên bản hàng kịch độc, bên em lên giới thiệu với các bác. Đấy, hàng kịch độc xốp. Đấy, chiếc này máy cơ tự động các bác nhá. Máy cơ tự động. Đấy, máy cơ tự động, hỗ trợ cót tay. Một chiếc đồng hồ Fortis Chulai Automatic. Đấy, cho các bác xem đằng sau đấy. Rất là đẹp, cực kỳ mới. Đi kèm với chiếc đồng hồ là một cái sợi dây chun Mỹ bọc vàng. Chiếc đồng hồ Lasco ngày hôm nay, Fortis Lasco. Đấy, kiểu dáng form vuông, mặt tròn, chân càng độc. Đấy, mặt trắng với các cái cọc số, cái sọc dọc, sọc ngang tạo điểm nhấn. Một mã đồng hồ cổ đáng chơi, đáng sưu tầm các bác nhé. Phiên ngày hôm nay bên em để cho các bác là 3.500.000 đồng. 3.500.000 đồng cho mã số 7 các bác nhé. Đấy, mã số 7. 3.500.000. Chốt cho em chiếc đồng hồ Fortis Lasco. Tiếp tục em lên mã số 8 này. Mã số 8 giao lưu với các bác. Mã số 8 giao lưu với các bác trong phiên ngày hôm nay. Đấy, gọi là một chiếc đồng hồ tiếp tục rất độc đáo nữa các bác ạ.
cho các bác đi tham khảo thoải mái ở các bên shop đồng hồ khác. Đấy, nhưng bên em luôn tự tin khẳng định thương hiệu của shop với những mẫu sản phẩm đấy, hàng bên em tuyển và lựa đấy, lên giao lưu với các bác toàn hàng độc, giá cực kỳ phải chăng luôn, không chặt chém các bác nhé. Đấy, các bác mua bên em về, nhiều các bác là vừa chơi vừa là giao lưu thương mại vẫn có lợi nhuận luôn. Một chiếc đồng hồ đẹp như thế này các bác, độc chất, một chiếc đồng hồ thương hiệu Lobo. Lobo các bác nhá, Lobo. Đấy, một phiên bản chính hãng đến từ Nhật. Đấy, Lobo máy vàng. Đấy, Japan. Chính hãng đến từ Nhật, máy vàng Japan. Phần vỏ mạ vàng, đáy là thép inox, lộ cơ, lộ máy. Đấy, Japan Automatic Stainless Steel 316. Đấy, thép 316 không gỉ các bác nhé. Chiếc đồng hồ Lobo, các bác có thể nhìn thấy niềng vát khía kim cương, cọc sô đính đá, mặt hai lòng viền vàng, lộ bộ máy bên trong máy vàng. Đấy, chân càng to bản. Đấy, chân càng to bản, xẻ rạch đôi. Một chiếc đồng hồ Lobo với rất nhiều những cái thiết kế đấy, kèm những cái chất liệu đấy, kết hợp hòa quyện tạo thành một chiếc đồng hồ kịch độc. Một chiếc đồng hồ chính hãng đến từ Nhật, kịch độc shop, rất đẹp, rất bắt mắt lên tay. Thôi rồi luôn các bạn ạ, size 41 nhé, size to đấy. Chưa kể trên phần dây zin của nó các bác, dây Lobo còn gắn một cái logo thương hiệu này. Logo thương hiệu ở trên góc 12 giờ các bác có thể nhìn thấy cái logo thương hiệu đấy, gắn trên dây luôn, khóa zin luôn. Đấy, một chiếc đồng hồ mới phải đến 98% các bác nhá, mới 98%. Đấy, một phiên bản chính hãng đi từ Nhật, kim giờ và kim phút dạ quang, cọc số đính đá, mặt hai lòng. Đấy, viền vàng, hở lộ bộ máy, lộ cơ, lộ máy Skeleton. Zin hết 100% các bạn, mới tinh. Đấy, chiếc này thiếu mỗi hộp thôi. Các bác nhìn thiết kế tỉ mỉ, khắc luôn cả logo thương hiệu lên phần vỏ nhá. Đấy, Lobo. Lobo chính hãng của Nhật. Đấy, lên tay cho các bác xem và chiêm ngưỡng. Đấy, chiếc đồng hồ Lobo ngày hôm nay. Mã số 8 nhá. Mã số 8. Đấy, bên em đang giao lưu với các bác là 2.600.000 đồng. 2.600.000 đồng. Cho cái mã đồng hồ kịch độc shop. Rất là nhiều các cái chất liệu, các cái thiết kế đỉnh cao ở trên một cái sản phẩm này. Đấy, rất là nhiều công sức các bác nhé. Đẹp, nguyên zin nguyên bản, độ mới hoàn hảo, zin 100%. Mã số 8 cho chiếc Lobo là 2.600.000 đồng. 2.600.000 đồng. Tiếp theo em lên mã số 9 này. Mã số 9 ngày hôm nay tiếp tục lên sóng giao lưu với các bác một chiếc đồng hồ cực kỳ chất lượng nữa. Một chiếc đồng hồ Longines, một phiên bản chính hãng các bác nhé. Chính hãng đến từ Thụy Sĩ này. Longines Automatic 300m. Đấy, chiếc này thì một phiên bản chính hãng đời mới. Đấy, cái này thì có thể đi mưa rửa tay được các bác nhé. Đấy, những cái mẫu chính hãng đời mới thì có thể hỗ trợ các bác là đi mưa rửa tay. Đấy. Đấy, phiên bản FEAEFC này, Longines. Đấy, Hydro Conquest các bác nhá, một chiếc đồng hồ phiên bản Hydro Conquest với đáy là logo hình hai đôi cánh này, đôi cánh đại bàng với logo hình đồng hồ cát ở giữa. Đấy, biểu tượng đặc trưng của phiên bản dòng công Hydro Conquest và Longines. Tất cả đằng sau là được điêu khắc hình nổi hết các bác nhá, điêu khắc tiết vân nổi hết. Chiếc Longines chính hãng các bác rất đẹp luôn. Vỏ toàn bộ là thép inox. Niềng xoay benzen. Đấy, xoay về góc 12 giờ, niềng xoay benzen. Đấy, máy cơ tự động. Núm cổ chai. Đấy, những phiên bản đồng hồ chính hãng đời mới và lại là chiếc phiên bản núm cổ chai các bác nhá. Các bác sử dụng có thể là đi mưa rửa tay được, chống nước tốt. Đấy, các bác bạn ra xoay giờ đúng không? Xong các bác đóng vào, xoay núm. Chiếc đồng hồ Longines chính hãng các bác nhé. Đồng hồ Longines chính hãng đến từ Thụy Sĩ này.
Đấy, núm cổ chai các bác vặn ra. Đấy, vặn hết gen ra thì các bác rút núm ra chỉnh giờ. Đấy, tất cả chiếc này thì zin hết các bác nhá. Thiếu mỗi cái hộp thôi các bác, thiếu mỗi cái hộp. 300m. Đấy, trên 1000 feet. Long zin này. Dây khóa zin hết. Đấy, dây khóa thép đúc đặc các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy cái phần vỏ. Vỏ, phần dày, độ dày của vỏ với cả độ dày của cái phần bộ dây này. Vậy nó sắp xỉ nó phải gần ngang nhau các bác ạ. Đấy, thiết kế thép đúc đặc, sáng bóng. Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng bao giờ cũng được. Đấy, điêu khắc và được thiết kế bằng chất liệu tốt. Đấy, nên đâm ra nó rất là bền các bác nhá. Nhiều mẫu các bác có thể sử dụng đến 20-30 năm, 50 năm không hỏng được các bác nhá. Đấy, không thể hỏng được luôn các bác ạ. Như những chiếc đồng hồ cổ ngày xưa. Đấy, không thể hỏng được các bác ạ. Một chiếc đồng hồ Longines phiên bản Conquest Automatic chính hãng. Đấy, mặt màu ghi xám, 3 kim, 1 ô cửa lịch, các cọc số học trò kết hợp các cọc số chấm bi dạ quang. Một chiếc Longines xuất sắc các bác ạ. Đấy, thiếu mỗi cái hộp thôi. Đấy, còn lại độ mới thì hoàn hảo các bác nhá. Độ mới hoàn hảo. Đấy, chiếc đồng hồ Longines mã số 9 trong phiên ngày hôm nay. Bên em đang giao lưu với các bác là 16.800.000 đồng. 16.800.000 đồng các bác nhá. Bao chuẩn chính hãng cho các bác, bảo hành tại shop. Với những cái sản phẩm này bên em bảo hành cho các bác 6 tháng. Đấy, 6 tháng tại shop chính hãng. Đấy, mua về đấu bên nước ngoài các bác, mua từ bên nước ngoài rồi. Đấy, không có hộp sổ, chỉ có đồng hồ không thôi. Bên em đã đi kiểm tra thẩm định rồi, chuẩn chỉ các bác nhé, không chuẩn không lấy tiền các bác. Đấy, bán bằng uy tín, bằng thương hiệu của shop các bác. Đấy, 16.800.000 đồng cho chiếc Longines mã số 9 này. Các bác thấy hôm nay em lên rất nhiều những mẫu đồng hồ độc đẹp, mới và chất lượng cho các bác. Đấy, ngắm, kể cả các bác không mua, các bác vào xem, các bác ngắm, các bác cảm thấy rất là thích, rất là vui. Đấy, kênh bên em là một cái kênh đấy, vừa thương mại, vừa giao lưu, vừa giải trí cho các bác. Em lên một chiếc đồng hồ Colavin này. Đấy, một chiếc đồng hồ Colavin mặt độc, mới tinh. Một mã sản phẩm rất đáng chơi. Tiếp theo, lên giao lưu với các bác. Chiếc này size là 33.5. Size 33.5 các bác nhé. Một chiếc đồng hồ Colavin đến từ Nga các bác. Đấy, chiếc này mặt màu kẻ sọc. Mặt màu kẻ sọc, màu xanh. Đẹp, độc đáo, chất lượng các bác ạ. Với bộ kim cọc mạ vàng nổi. Chiếc Colavin mới tinh. Đấy, nguyên tem luôn. Đây là tem các bác nhé, nguyên tem mác chưa bóc. Stainless steel back. Vỏ bọc vàng, đáy là thép inox. Một phiên bản Colavin. Đấy, thương hiệu của Thụy Sĩ nhưng mà phiên bản này xuất sang Nga các bác nhé. Xuất sang Nga, chạy bộ máy cơ cót 17G. Đấy, Colavin hoài cổ. Chính hãng đến từ của Nga các bác nhá. Đấy, phiên bản của Nga. Mặt màu xanh vân kẻ sọc kịch độc. Mới lăm các bác ạ, chiếc này mới tinh. Nếu như các bác mà chưa có điều kiện nhiều, các bác chơi những cái mẫu sản phẩm nó bình dân, nó vừa tiền. Chưa kể là đi kèm với chiếc đồng hồ là một cái sợi dây da, một cái sợi dây da tây. Rất là chất lượng các bác ạ, rất là quý nhá. Sợi dây da vân này, các bác nhìn vân này. Đấy, vân nổi rất là to và dày. Đấy, chắc chắn. Đấy, em lên tay cho bác xem. Riêng các bác mua cái bộ dây tây này ở ngoài nhá. Đấy, đã mấy trăm ngàn rồi các bác ạ. Đấy. Nhưng mà còn không có ai bán luôn, không có ai bán luôn. Tất cả là bên em mua từ bên kia gửi về, là dây khóa, là đồng hồ, là đi nguyên. Đấy, thì em bán cho các bác nguyên cả bộ nhá, không bán lẻ. Đấy, bán rời tách lẻ làm gì cả. Đấy, chiếc đồng hồ Colavin ngày hôm nay, mã số 10. Mã số 10 nhá. Đấy, một phiên bản rất độc đáo và rất chất lượng. Vỏ bọc vàng, máy cơ cót, mặt độc. Để cho các bác là 1.900.000 đồng nhá. 1.900.000 đồng cho chiếc Colavin này. 1.900.000. Đấy, mới tinh, không đẹp không lấy tiền các bác nhá. Đây là những phiên bản đồng hồ trưng bày không sử dụng các bác ạ. Đây là mấy chục năm rồi mà nó vẫn còn đẹp, còn mới, còn độc như thế này.
có 1.900.000 đồng thôi, để giá tốt cho các bác. Mã số 10 nhá, các bác về các bác chơi. Em lên mã 11 này. Mã 11 giao lưu với các bác trong phiên ngày hôm nay. Một chiếc đồng hồ Ogivan. Một chiếc đồng hồ Ogivan Thụy Sĩ các bác nhá, một chiếc thương hiệu đến từ Thụy Sĩ. Ogivan. Đấy, hình logo hình cá các bác nhá, logo cá. Đấy, cọc số kim cương Ogivan Diamond. Đấy, tiếp tục là một chiếc đồng hồ với các cọc số kim cương. Chiếc này size mặt là 34 các bác nhá. Size mặt là 34. Mặt số được thiết kế khảm xà cừ các bác ạ, khảm chai. Mặt khảm chai. Logo logo cá vàng Ogivan. Cọc số đính đá đính kim, quên cọc số đính kim cương. Một phiên bản Ogivan Diamond rất là chất các bác nhá. Vỏ mạ vàng. Đấy, phần vỏ được thiết kế mạ vàng. Dây khóa zin hết nguyên bản các bác nhá, dây khóa là nguyên bản. Đấy. Đằng sau đáy cho các bác chiêm ngưỡng. Đấy, phần vỏ mạ vàng BVD Gold. Đấy, logo cá. Rất là nổi bật, rất là sắc nét các bác. Đấy, chiếc này thì độ mỏng. Đấy, siêu mỏng, dành cho các bác đã yêu thích những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ form mỏng. Đây. Các bác nhìn thấy chưa? Có đến 0,5 ly thôi các bác ạ. Đấy. Nửa cm. Đấy. Độ mỏng chỉ có đến nửa cm, 0,5 ly. Đấy. Máy pin dòng 2 kim. Mặt khảm chai, khảm xà cừ vân rất nổ, rất đẹp, cọc số kim cương, bộ dây mắt hạt gạo. Đấy, với hai đường song song viền ngoài mạ vàng. Ogivan chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Đấy, nếu như các bác yêu thích những chiếc đồng hồ form mỏng lên tay này, đẹp chưa? Đấy. Rất nhẹ nhàng, rất đẹp, rất tinh tế các bác ạ. Ogivan Thụy Sĩ chính hãng. Đấy, chiếc đồng hồ mã số 11 ngày hôm nay. Mã số 11 bên em giao lưu với các bác ạ. Chỉ có nhá 1.500.000 đồng. Đấy, giá tốt cho các bác chơi. Mạ vàng toàn thân, mặt khảm xà cừ, cọc đính kim cương, Thụy Sĩ chính hãng. Đấy, có 1.500.000 đồng thôi. Đó, chốt cho em mã số 15, mã số 11 trong phiên ngày hôm nay nhé. Tiếp theo, em lên mã 12. Mã 12 là một sản phẩm, một sản phẩm mặt dây chuyền, đây, dây chuyền các bác nhé, quên. Một sản phẩm dây chuyền vòng đeo cổ. Đấy. Các bác chiêm ngưỡng này. Đấy. Được thiết kế hai cái đầu rồng các bác nhá. Đấy. Cái móc này được thiết kế móc đầu rồng. Đấy, móc đầu rồng này, đấy. Và cái sản phẩm này thiết kế cái móc rất là hay các bác, cái móc của nó ở phần giữa này để cho các bác, giúp cho các bác đeo cái mặt dây chuyền ấy nó chống trôi. Đấy, nó cố định ở phần ngang này nhá. Đấy. Một cái sản phẩm chất liệu bằng bạc đúc các bác ạ. Đấy, một cái sợi dây. Một cái sợi dây chất liệu bằng bạc đúc nhá. Đấy, một sợi dây chuyền. Đấy, thiết kế hai bên như kiểu hai con rồng ấy các bác. Đấy, đầu rồng này, thân rồng này. Đấy, thiết kế hình logo họa tiết. Đấy, các cái móc xích này như kiểu thân rồng ấy. Thiết kế đan xen rất là đẹp. Một sợi dây chuyền bạc. Đấy, bạc cổ các bác. Đấy, bạc cổ. Đấy, kiểu vân như kiểu vảy rồng các bác. Đấy, rất là đẹp, rất là đẹp mắt. Đấy, cực kỳ cuốn hút. Đây. Sợi dây này trọng lượng của nó là 1,5 cây các bác nhé, 1,5 cây. Sợi dây là 1,5 cây các bác ạ. Đấy. Và kích thước của nó, kích thước chiều dài một đầu là 51 phân các bác nhé, 51 phân. Đấy. Còn hai đầu thì là 25,5. Một sản phẩm, một sợi dây chuyền bằng bạc đúc. Đấy, các cái vân vảy rất là đẹp. Đấy, rất là độc đáo và chất lượng. Đấy, dành cho các bác nào yêu thích. Đấy, những chú rồng, những chú đầu rồng. Đấy, cái vân, cái gân lên trông rất là khỏe các bác nhé. Các
các cái mắt xích, các cái gân này đeo lên cổ nhìn rất là khỏe. Có cái móc này các bác đeo mặt dây chuyền lên thì nó sẽ giữ cố định, nó không trôi, chống trôi. Đấy, cái sản phẩm ngày hôm nay bên em để cho các bác là 1.600.000 đồng nhá, 1.600.000 đồng cho sợi dây bằng bạc đúc này, hình đầu rồng rất đẹp, để cho bác 1.600.000 thôi. Chốt em mã 12 các bác nhá, mã 12 này. Tiếp theo em lên mã 13. Mã 13 thì trong phiên ngày hôm nay thì là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn bạc ngoại. Đấy, thiết kế phong cách hình đấy, Medusa Versace. Đấy, bạc đúc 925 này các bác nhìn này. Đấy, một chiếc nhẫn bạc ngoại được thiết kế rất thủ công, rất tỉ mỉ các bác nhá. Đấy, lấy ý tưởng hình Medusa. Đấy, nữ thần Medusa Versace. Chiếc này size khá là to các bác ạ. Size là 20, size là 22 các bác nhá. Bác nào tay to thì các bác đeo sẽ đẹp hơn. Đấy, size ngang nhẫn là 22. Đấy, một chiếc nhẫn đấy, chất liệu bằng bạc đúc. Các bác có thể nhìn thấy các cái hoa văn họa tiết này. Nó điêu khắc rất là tỉ mỉ, rất là tinh tế các bác ạ. Đấy, trên cái mặt nhẫn này. Đấy. Đấy, logo thương hiệu Versace Medusa. Điêu khắc rất tỉ mỉ, rất độc đáo và rất là đẹp. Những cái sản phẩm nhẫn ngoại, đấy, hàng ngoại các bác ạ. Size 22 hơi to một chút, thì là các bác nào tay to đấy, thì các bác hãy chốt nhá. Đấy, tay nhỏ thôi các bác đừng chốt bởi vì không vừa. Là các bác về có thể các bác đi thu size vào cũng được đấy, tùy theo sở thích của các bác. Đấy, nếu như các bác thích quá ưng quá rồi, các bác có thể chốt về thu nhỏ lại cũng được. Đấy, một chiếc nhẫn bạc ngoại. Đấy, thiết kế phong cách Versace Medusa rất đẹp. Mã số 13 ngày hôm nay bên em để cho các bác là 1.300.000 đồng nhá, 1.300.000 đồng. Các bác chốt cho em chiếc nhẫn 1.300.000. Mã số 13 rất đẹp, rất tinh tế các bác. Những chiếc nhẫn này kịch độc luôn, đã kiếm được chiếc thứ hai không có đâu các bác ơi. Tiếp theo em lên mã số 14 này. Mã số 14 giao lưu với các bác hôm nay là một chiếc nhẫn Mỹ nhá. Một chiếc nhẫn Mỹ phiên bản kỷ niệm 1995. 1995 các bác nhá. Đấy. Aras. Đấy, hình logo hình chiến binh này, logo chiến binh. Với cái logo đấy, bên này không rõ là logo gì con. Bật nhẫn là một viên đá xanh các bác, một viên đá xanh vát cạnh ánh lên rất nổi, rất đẹp. Đây. 10k Justen, một chiếc nhẫn. Đấy, một chiếc nhẫn vàng 10k của hãng Justen các bác nhá. Đấy, khắc triện lòng trong này. Đấy. Đấy, chuẩn luôn cho các bác ạ. Chiếc này trọng lượng là 2 chỉ 9 vàng các bác nhá, 2 chỉ 9. Size ngang nhẫn là 19 các bác. Size ngang nhẫn là 19 nhá. Đấy, một chiếc nhẫn Mỹ vàng 10k hãng Justen, bản kỷ niệm năm 1995. Với logo logo hình chiến binh với các cái logo em chưa rõ là logo gì cơ. Đấy. Viên đá xanh vát cạnh rất đẹp các bạn. Rất đẹp, rất chất, lên tay cho các bác xem. Đấy. Lên tay cho các bác xem. Các bác cứ đi tham khảo thoải mái đúng không? Đấy. Cho các bác xem. Các bác mua những cái sản phẩm, những cái chiếc nhẫn này rất độc nhá. Đấy. Vừa đeo vừa làm những cái món quà, món trang sức, đấy, siêu tầm cũng là giữ được giá trị, giữ được tiền tài của cải. Chiếc nhẫn ngày hôm nay bên em để cho các bác là 8.800.000 đồng nhá. 8.800.000 đồng. Đấy, logo họa tiết, đấy, sắc nét rất là chuẩn chỉ. 1995. Để cho các bác là 8.800.000 đồng, mặt đá xanh vát cạnh rất độc đáo. Mã số 14 các bác nhá, cho chiếc nhẫn là 8.800.000 này. Tiếp theo em lên mã số 15. Mã số 15 là một chiếc đồng hồ Benrus. Một chiếc đồng hồ Benrus đến từ Thụy Sĩ các bác nhá. Đấy. Automatic, Benrus Automatic. Thiết kế rất đơn giản, chỉ có logo thương hiệu. Chỉ có logo thương hiệu này. Đấy. 3 kim 1 ô cửa lịch cóc 3 giờ, các cọc số chữ nhật, các cọc số thiết kế hình chữ nhật. Đấy. Quanh viền. Chiếc này độ mới khá cao các bác nhá. Size là 35.
size là 35. Đấy, một chiếc đồng hồ thương hiệu Berrosco, bọc vàng, lúng zin. Vỏ bọc vàng, đáy là thép inox. Rất là đẹp và cực kỳ chất lượng các bác ạ. Đấy, automatic. Một phiên bản cổ chính hãng đến từ Thụy Sĩ dành cho các bác nào yêu thích. Các bác thấy tất cả những phiên đồng hồ bên em lên từ trước đến nay lên toàn những mẫu đồng hồ đẹp, đồng hồ chất. Đấy, các bác mua về đấy, các bác đeo sử dụng rất là lâu bền. Đấy, những cái mẫu nào mà nó lỗi thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho các bác. Đấy, bán cho các bác đến hết mức có thể uy tín của shop. Đấy, đến như vậy. Đấy, các bác mua ở bên khác thật sự là đấy, để mà có cái chế độ bảo hành rất là khó. Các bác mua bên em bao giờ cũng thế, kể cả các bác hết bảo hành bên em vẫn hỗ trợ các bác sửa. Đấy, không sao cả. Đấy, vẫn vui vẻ. Đấy, các bác mua đấy, mua một lần hai lần các bác lại tiếp tục đấy, giới thiệu những người thân anh em bạn bè đến ủng hộ bên em. Đấy, đấy, bán trên tinh thần là giao lưu với các bác. Đấy, nhiều mẫu không có lợi nhuận đâu. Đấy, bán giá rất là tốt về các bác chơi. Chiếc Benrus ngày hôm nay mã 15 nhá, mới tinh, mặt trắng, các cọc số thiết kế mạ vàng hình chữ nhật quanh viền rất đẹp, một ô cửa lịch zin nguyên hết, để cho các bác là 2.6 triệu nhá, 2.6 triệu. Đấy, 2.6 triệu. Còn các bác mà thấy bên em bán đắt thì các bác có thể đi tham khảo các bên khác, đúng không? Rất nhiều chỗ bán. Đấy, không riêng bên mình em. Đấy, bên em bán luôn luôn là khẳng định tự tin luôn. Đấy, những cái sản phẩm bên em lên là sản phẩm đẹp, hàng chất lượng, hàng tốt. 2.600.000 đồng nhé, cho mã số 15. Tiếp theo em lên mã 16. Mã 16 là một cái sợi dây chuyền, sợi vòng tay lắc bạc. Đấy, tiếp tục là một chiếc lắc bạc hình rồng ống trụ nữa này. Đấy, cảm tưởng như đây là một chiếc lắc bạc song long các bác ạ, song long. Song long hình hai con rồng nữa đấy, với các thiết kế các cái mắt xích xoắn này. Đấy, như những chú rồng các bác ạ, như những chú rồng. Rất là đẹp các bác ơi, rất là đẹp nhá. Lấy tay cho bác xem. Đấy, các bác đeo chiếc lắc rồng trên tay. Đấy, chiếc lắc bạc lắc cổ. Đấy, cái này thì kích thước, em đo kích thước nha các bác nhá. Đấy, nó kích thước cho các bác là 19 phân. Kích thước là 19 phân các bác nhá. Đấy, chiều dài là 19 phân. Đấy, hình song long. Đấy, hai chú rồng, hai chú rồng với cái móc này để tạo thành một cái chiếc lắc cổ. Các bác nhìn thấy các cái họa tiết này, hình ống trụ này, rất là đẹp, các cái mắt xích. Đấy, đấy, chiếc lắc bạc ngày hôm nay để cho các bác là 1.400.000 đồng nhá, 1.400.000 đồng. Các bác chốt cho em mã số 16. Đấy, 1.400.000 đồng cho chiếc lắc bạc đúc bạc cổ hình song long. Đấy, kích thước là 19 phân. Giá tốt cho các bác về các bác chơi. Mã 16 này, 1.400.000 đồng. Em lên mã 17 nhá. Mã 17 đấy, trong phiên ngày hôm nay là một chiếc kính Amor sao. Đấy, một chiếc kính Amor sao, chiếc kính cổ của Pháp các bác nhá, bọc vàng. Size ngang là 12. Size ngang kính là 12 các bác, Amor sao. Đấy, chuyện trên cầu, chuyện khắc rất là rõ ràng, đàng hoàng. Đấy, Amor sao. Đấy, bọc vàng, chuyện hai bên, phần cầu và phần bên ngang các bác nhá. Đấy, một chiếc kính cổ bọc vàng, độ mới hoàn hảo, không bong chóc, không xước sát. Đấy, bán cho các bác hàng chuẩn về các bác chơi. Các bác chơi lâu dài, các bác chơi bền, các bác lại ủng hộ bên em. Chiếc này thì mặt các bác tầm khoảng 75 cân đổ lại các bác đeo vừa nhá, bởi vì nó có size 12 thôi. Size ngang kính là 12. Đấy, một chiếc kính Amor sao, kính cổ bọc vàng, chuẩn zin, chuẩn xịn, độ mới, nước vàng đẹp, không bong chóc, không xước sát. Ngày hôm nay thì mã số 17. Mã số 17 giao lưu với các bác là 2.500.000 nhá, 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng cho chiếc kính Amor sao này. Đấy, form kiểu dáng rất đẹp, rất bắt mắt. Chốt cho em mã 17. Tiếp theo em lên mã 18 nhé. Mã 18 giao lưu với các bác phiên cho trong phiên ngày hôm nay là một chiếc kính
một chiếc kính cổ bọc vàng rất là to. Chiếc kính này rất là to, size ngang là 13.5, size ngang kính là 13.5. Đấy, một chiếc kính cổ. Đấy, chiếc này mạ vàng trắng các bác nhé, mạ vàng trắng. Đấy, kiểu dáng form kính Anga, kiểu dáng form Anga của anh. Đấy, mắt to, size to, đẹp, mới. Đấy, mạ vàng trắng. Các bác nhìn chiêm ngưỡng này. Đấy, chuôi đồi mồi nhá, chuôi vân đồi mồi. Đấy, chuôi vân đồi mồi này. Đấy, một chiếc kính cổ chuẩn xịn các bác, mạ vàng trắng, size to, rất là đẹp, cực kỳ mới. Đấy, chốt cho em chiếc kính mã 18 với giá là 2.3 triệu nhé, để cho các bác 2.300.000 đồng. Đấy, cho chiếc kính mã số 18 trong phiên ngày hôm nay. Đấy, và một sản phẩm cuối cùng bên em lên giao lưu với các bác trong phiên ngày hôm nay là một chiếc visa, chiếc visa các bác nhé. Đấy, một chiếc visa cầm tay, clutch cầm tay đây. Đấy, dành cho các bác nào. Đấy, chiếc này của hãng thương hiệu Felipe Playin. Đấy, Felipe Playin. Đấy, Switzer. Đấy, PP các bác nhá, PP này. Đấy, chiếc này thì cái phần da của nó rất là mềm các bác, da của nó cực kỳ mềm luôn. Đấy, các bác nào mà chốt cái clutch cầm tay, cái túi da này thì các bác đấy, sẽ được trải nghiệm một chiếc túi da, à một chiếc visa cầm tay rất là mềm mịn mới. Đấy, của hãng thương hiệu Felipe Playin nhé các bác nhé, Felipe Playin này. Đấy, 1871976 limited edition Switzer đấy. Một 1876 limited edition, một phiên bản clutch cầm tay rất chất lượng. Đấy, mặt trước này các bác nhé, mặt sau cái khóa cũng chất các bác, khóa cũng chất luôn, khóa như cái búa đó. Đấy, một ngăn này. Đấy, đằng sau có một ngăn khóa nhé. Đấy, ở dưới thì đấy. Chiếc này em đo kích thước cho các bác nhé, kích thước cỡ vào khoảng 28 phân, ngang là 28 phân, dọc là 18 phân, 28 x 18 các bác nhá. Đấy, chiếc clutch cầm tay cũng rất là to bảng các bác ơi. Bên trong thì có một ngăn, hai ngăn và một ngăn trong cùng. Đấy, là ba ngăn các bác nhá. Đấy, để các bác đựng tiền. Đấy, đựng đồ đạc cá nhân, điện thoại các thứ, ví bót cầm tay. Đấy, rất là chất lượng. Đấy, chiếc này thì rất là mới các bác, chiếc visa này rất là mới và đẹp các bác nhá. Đấy, thì hôm nay bên em lên cho các bác một sản phẩm visa nữa để các bác chơi. Đấy, hãng thương hiệu Felipe Playin, rất là đẹp các bác. Đấy, có cái móc cầm tay. Đấy. Đấy, thường thường thì các bác dùng những cái sản phẩm này các bác hay đi xe hơi là nhiều. Đấy, hoặc là các bác để trong cốp xe máy cũng được. Đấy, chung là rất là chất, da cực kỳ mềm. Nếu các bác thử trải nghiệm cái mẫu sản phẩm này bên em, các bác sẽ thấy là cái độ chất của nó, cái da của nó mềm mịn. Đấy, và các bác dùng còn lâu mới hỏng được, bảo hành trọn đời cho các bác luôn về da. Đấy, sản phẩm clutch cầm tay ngày hôm nay em để cho các bác là 800.000 đồng nhá, rất là to các bác, ngang 28, dài 18 phân. Đấy, 800.000 đồng nhá. Đấy, chiên cho các bác ngày hôm nay 800.000 đồng. Chốt cho em mã số 19 nhá, chốt cho em mã 19 ngày hôm nay 800 cho chiếc ví cuối cùng trong phiên ngày hôm nay. Bên em lên sóng và giao lưu với các bác 19 mẫu sản phẩm đồng hồ, kính mắt, đấy, vòng tay trang sức, clutch cầm tay, visa, rất nhiều mẫu sản phẩm độc đáo và chất lượng trong phiên ngày hôm nay rồi. Đấy, các bác chốt đấy, mẫu nào thì các bác liên hệ qua hotline 0567 04 6666. Bên em có cả Zalo, các bác có nhu cầu thì các bác cứ kết bạn vào đấy. Đấy, bên em trao đổi cho dễ nhá. Đấy, bây giờ thì shop xin phép là chào tạm biệt. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống cũng như là trong công việc, và luôn đồng hành ủng hộ shop qua những video mới. Bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.